Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Phó Chủ tịch quận 1 trực tiếp xuống đường đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Vậy, ông Đoàn Ngọc Hải là ai? Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Đoàn Ngọc Hải sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969, quê quán ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện ông đang cư trú tại phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Về học vấn, ông Hải cùng lúc sở hữu 3 bằng đại học: Kinh tế, Luật học và Xã hội học. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, ông Hải đã qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy công quyền của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ tháng 5 năm 1994 đến tháng 2 năm 2008, ông làm việc tại Chi cục Thuế quận 1, giữ chức vụ nhân viên, đội phó, đội trưởng, đội thu thuế lệ phí trước bạ, đội trưởng đội thuế liên phường Cô Giang, cầu kho, cầu Ông Lãnh. Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 2000. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 10 năm 2008, ông là Phó trưởng Phòng Kinh tế quận 1. Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 2 năm 2010, ông giữ các chức vụ như Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013, ông là Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1. Từ tháng 4 năm 2015 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận 1, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào tháng 5 năm 2016, được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, ông Hải đã tham gia ứng cử và trúng tuyển. Quá trình công tác, ông Hải được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2014. Không phải chờ đến khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thì phong cách làm việc quyết liệt của ông Hải mới được chú ý đến. Trước đó, thời gian còn làm lãnh đạo ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, ông Hải đã được các đồng sự nhìn nhận như một vị lãnh đạo, nói đi đôi với làm, luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Cùng với đó, ông Hải khi còn công tác tại phường Cầu Ông Lãnh cũng rất quan tâm đến các chương trình khuyến học, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cơ nhỡ. Ngày ấy, Hội Phụ nữ phường có tổ chức lớp dạy phụ đạo cho các em học kém. Đồng chí Hải đã xuống tận nơi thăm hỏi và tặng sách, vở cho các em. Hiện lớp học này đã được giao cho Đoàn Thanh niên quản lý. Hơn một tháng qua, người dân cả nước đã thấy rõ quyết tâm của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong việc lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong đó, hình ảnh lời nói đi đôi với hành động của Phó Chủ tịch quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải đã được sự hưởng ứng và ủng hộ đông đảo của dư luận. Và đến nay, rất mừng là việc lập lại trật tự đô thị đã trở thành phong trào khi nhiều quận ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu hành động. Hy vọng rằng với sự quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì cảnh đô thị nơi đây sẽ ngày càng ngăn nắp, sạch sẽ hơn trong con mắt của người dân và bạn bè quốc tế.